Ok, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sơn Piat. Trong video này thì tôi sẽ review cho các bạn một cái ứng dụng, một cái app điện thoại và các bạn hoàn toàn có thể dành ra khoảng 15 cho tới 20 phút một giờ một ngày để mình có thể tạo được thêm cho mình cái thu nhập ở trên Internet. Không, và đây là một trong những hình thức mà mình đánh giá nó rất là uy tín trong khoảng 4 năm trở lại đây rồi thì nó vẫn có thể tạo được cái thu nhập cho mình đều đặn. Và đặc biệt hơn nữa đó thì mình cũng chia sẻ đó là cái lý do tại sao á, trong gần 4 năm trở lại đây thì dường như tiền điện, nước, wifi, tiền điện thoại di động hay là những cái chi phí mà mình mua sắm ở trên Tiki hoặc là trên những cái trang thương mại điện tử khác á, thì dường như á, là nó miễn phí và mình không cần phải tốn cái chi phí, mình bỏ ra tiền mặt ra để mình thanh toán với nó. Thì đó là đều là nhờ về những cái thời gian mình nhàn rỗi và mình dành ra cái thời gian của mình, thay vì mình lướt web, mình xem Facebook thì mình quay ra những cái video như vậy, và đồng thời mình cũng tạo được cái thêm thu nhập cho mình khoảng 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu một tháng để mình có thể chi trả cho mình cái chi phí sinh sống hàng ngày. Không, các bạn cứ hình dung đi, mà nhiều cái cách khác nhau mà nó cộng lại thì nó là một cái nguồn thu nhập không hề nhỏ một chút nào, đúng không nào? Thì như các bạn đang thấy trên màn hình của Sơn hiện tại, đó là cái giao diện mà Sơn nó đầu tiên là trên điện thoại di động smartphone của Sơn đi nha. Đó, các bạn đang nhìn thấy này, đó là cái tài khoản của Sơn, đó là Momo. Đó, đây là một trong những cái hình thức kiếm tiền mà mình đánh giá nó rất là uy tín. Cứ một lần giới thiệu như vậy thì bạn được có 100.000 đồng, 100.000 đồng, mà chưa có kể tới cái việc là bạn sẽ được những ưu đãi về vé máy bay hoặc đó là về những cái thanh toán dịch vụ hay là mua ở siêu thị, bạn sẽ được giảm giá thêm rất là nhiều nữa. Như bạn nhìn thấy này, giả sử đi, mỗi tháng Sơn nó tiêu tiền ở trên Tiki hoặc là mình đã mua vé xem phim trên CGV, hoặc là mình sử dụng những dịch vụ của Google đó, hoặc là mình có nạp tiền vào cái tài khoản mobile phone của mình hết khoảng 2 triệu tư trong tháng vừa rồi. Bây giờ mình bấm vào phần là phí Momo đây này, sau đó mình chọn vào cái phần chuông thông báo ở phía trên nhá. Thì các bạn nhìn thấy này, mỗi một ngày có rất là nhiều người nhập vào cái mã giới thiệu của Sơn, và cứ mỗi một người nhập như vậy thì họ cũng được 100k và Sơn cũng sẽ được 100k. Nên nếu như bạn chưa biết về Momo là gì, kiếm tiền Momo như thế nào thì có thể bấm vào đường link phía bên dưới video ở đây. Mình đã để lại đoạn mô tả đó, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những hình thức kiếm tiền với Momo. Bởi vậy nó rất là uy tín. Trước đây thì mình đã có làm một cái video khá là chi tiết vào ngày đâu đó khoảng cuối tháng 9, à cuối tháng 8 năm 2019 vừa rồi. Đó là cách kiếm 100k với ứng dụng Momo này, và bạn hoàn toàn có thể tạo được thêm thu nhập lớn hơn nữa. Không, nếu như bạn biết cách làm mình cũng chia sẻ chi tiết rồi đó các bạn. Đó, còn cái hình thức này thì mình đã chia sẻ cách đây khoảng hơn 3 năm rồi. Mình đã chia sẻ trên kênh YouTube, mình nói là kiếm được 10 triệu Momo là có thật, nhưng thời điểm lúc đó thì không ai tin, nhưng mình cũng đã tạo được cái thu nhập trên đó, kiếm được tiền với nó cách đây vài năm rồi các bạn, nó rất là uy tín. Ok, thì trong cái video này thì mình sẽ làm mẫu cho các bạn, bởi vì thường thường thì mình cũng có hay mua hàng trên Tiki. Ví dụ như cái đơn hàng này nó toàn là sách thôi, mình rất là hay mua sách, mình rất là mua sách để mình đọc, hoặc là mình có thể tặng cho bạn bè người thân để họ cũng có thể phát triển bản thân, và sách nó là một cái quà tặng rất là tuyệt vời. Giả sử cái đơn hàng này khoảng 2 triệu 230 nghìn thì bình thường thì mình có sử dụng trên cái mã ưu đãi của nó. Cái mã ưu đãi đây, mình bấm vào phần là mã ưu đãi cho các bạn hình dung nhé. Đây thì hiện tại là mình đang có 251 cái mã ưu đãi khác nhau. Những cái mã ưu đãi này, giả sử đi, mình sẽ được là 400 nghìn mua vé máy bay hoặc là tàu lửa được giảm giá. Ô, giảm giá khá là ưu đãi, rất tuyệt vời đúng không? Hay là giảm 50% khi mà mua hàng tại Copmark, Cycle K, Mini Stop, Family Mart, đấy cũng rất là tuyệt. Nó giảm 50.000 khi mà sử dụng Google Play, giảm 50.000 khi mà thanh toán điện, nước, internet, truyền hình cáp. Rất là nhiều những cái dịch vụ khác nhau thì mình đều được giảm hết. Đó. Đó. Nên một lần giới thiệu như vậy á thì mình được 100.000, nhưng mà bạn có thể là hơn 100.000 bởi vì các bạn được giảm rất là nhiều cái chi phí khác nữa. Rồi, thế bây giờ này, mình đã thử là mình đã sử dụng cái tiền này để mình đã nạp tiền điện thoại xem nó như thế nào. Đây nhá, bây giờ mình bấm vào phần đó là nạp tới cái số tài khoản Viettel, mà đây cũng là cái số giới thiệu của Sơn ở trên Momo nhá. Bây giờ mình nạp nó này, sau đó mình mua mã thẻ, mình chọn mua mã thẻ. Giả sử bây giờ mình đã chọn thử mua mã thẻ là 100k thôi, sau đó mình chọn tiếp tục, thì hiện tại là có những cái quà tặng đây, sau đó mình phần áp dụng, xác nhận nó, xác nhận bằng vân tay và dường như cái nó đang xong ngay lập tức đó các bạn. Sau đó nó gửi cho mình một cái mã thẻ này. Thì bây giờ Sơn sẽ bấm một phần nạp ngay. Nạp ngay. Và cái cú pháp của nó, đây nó sẽ hiện hết rồi. Thì mình chỉ cần là bấm gọn thôi là xong.
thì ngay lập tức là nó sẽ nạp cho mình, đây là cái sim này của mình là sim 2, là nó sẽ nạp cho mình ngay lập tức. Đấy, nó rất là tiện lợi các bạn, tài khoản nó được nạp thêm 100.000 rồi này. Ok, thì mình đã vừa mới làm xong một cái hướng dẫn cho các bạn về cái cách để mình sử dụng cái mã ưu đãi đó để mình làm thanh toán trên điện thoại bằng thẻ cào. Thì bạn cũng có thể sử dụng cái mã này bằng cái mua vé xem phim này, hoặc là thanh toán Google Play này, hoặc là đặt phòng trên Agoda này đó, hay là bạn có thể là thanh toán vay tiêu dùng đó, mua vé máy bay, rất là nhiều những hình thức khác nhau. Thì nếu như bạn đã quan tâm về hình thức kiếm tiền với Momo ở đây thì bạn có thể bấm vào phần danh sách phát, hoặc là bấm vào đường link phía bên dưới mô tả video, mình có cái chi tiết hướng dẫn cho các bạn. Và Momo là một trong những cách kiếm tiền nó rất là uy tín rồi, có rất là nhiều năm nay rồi, nên các bạn cứ tự tin các bạn chia sẻ nó. Ok, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Đừng quên bấm một nút like video và subscribe kênh YouTube của Sơn để nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại bạn.